Phim của Dương Tử bị tổ bắt trước Đàm Tùng Vận đến giản nữ ngự sáo khí. Trường tương tư với sự tham gia diễn xuất của Dương Tử và ba Mỹ Nam, gồm Trương Vận Ý, Đặng Phi, Đàn Kiện Thủ đã khai máy được một thời gian. Những hình ảnh được tiết lộ từ bộ phim này cho thấy tạo hình nhân vật được đầu tư rất nhiều. Song có một điều khiến chúng tôi và nhiều người phải lấn cấn, đó là những bộ trang phục trong trường tương tư đều ít nhiều giống với phim từng chiếu trước đó. Cụ thể, một trong những tạo hình của Dương Tử trong trường tương tư bị nách ra từng bị cộng đồng mạng cho là khá giống với tạo hình của Đàm Tùng Vận ở Cầm Tâm Tượng Ngọc. Cũng là bộ áo màu vàng trắng, cũng là thiết kế rinê, có dưới thắt lưng màu sặc sỡ. So ra thì đúng không có khác gì nhau mấy, chỉ khác ở chỗ màu dày đỏ và cam mà thôi. Trước những bàn tán về tạo hình của nữ chính trường tương tư giống Cầm Tâm Tượng Ngọc, nhiều fan lên tiếng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Thậm chí còn có blogger nói rằng do Dương Tử đang quay lại Thanh Trâm Hành nên mới có tạo hình đó chứ không phải lấy từ trường tương tư. Tất nhiên chẳng mấy ai tin điều này. Và mới đây, tạo hình của nữ nhân vật khác trong trường tương tư được cho là mượn ý tưởng trang phục từ bộ đồ của Lạc Cẩm Tang kết hợp với Kỷ Vân Hòa trong Ngự Sáo Ký. Cụ thể hơn thì bộ đồ của mỹ nhân này có thiết kế giống với bộ áo của Lạc Cẩm Tang nhưng màu lại giống màu áo của Kỷ Vân Hòa. Không ít fan cơ mận cho rằng mượn ý tưởng của trường tương tư là quá cao tay. Bị nói đến vậy rồi nhưng có vẻ trường tương tư vẫn không hề lo lắng gì cả, vẫn im lặng tiếp tục quay phim. Và đến gần đây phim lại bị bóc mẽ mượn ý tưởng trang phục của nhân vật Thuận Đức Tiên Cơ trong Ngự Giáo Ký. Bộ lễ phục của một nữ nhân nào đó trong trường tương tư giống từ màu sắc đến kiểu dáng, làm cộng đồng mạng phải hoài nghi về khả năng thiết kế tạo hình của phim. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người bênh vực cho trường tương tư, họ cho rằng mọi người đang soi mói quá kỹ mà thôi. Hơn nữa việc giống nhau là chuyện bình thường, bởi nhà tạo hình của trường tương tư cũng từng làm tạo hình cho Ngự Giáo Ký. Hiện tại những tranh cãi xoay quanh tạo hình của trường tương tư vẫn đang sôi nổi trong cộng đồng mạng. Theo chúng tôi thấy đây chỉ là một vài hình ảnh chụp lén thôi nên còn quá sớm để kết luận trường tương tư mượn ý tưởng. Còn bạn, bạn thấy vấn đề này thế nào? Đừng ngại, hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.